Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Nữ DJ ở thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố khung tử hình. Nguyễn Thị Hoài, Hoài DJ bị cáo buộc mua bán 106,3 kg ma túy, tàng trữ hơn 58 kg ma túy và tổ chức cho các con nghiện sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hoài, 32 tuổi, tên gọi khác Hoài DJ và 8 đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Hoài DJ bị đề nghị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt là tử hình. Theo thông tin trên báo Dân Chí dẫn nguồn từ kết luận điều tra cho thấy, năm 2020, Hoài từ Việt Nam sang Campuchia làm nghề DJ, chỉnh nhạc và gặp người đàn ông tên Jin, không rõ nhân thân lai lịch. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương trai gái, thỉnh thoảng Jin cho Hoài tiền để trả nợ. Năm 2022, Hoài biết Jin đóng gói ma túy nước vui, người đàn ông này cho bạn gái cộng sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy tại kho ở Campuchia với tiền công 50 triệu đồng một tháng. Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh tuyến giáp. Lúc này, người đàn ông bí ẩn nói sẽ gửi bột ma túy về Việt Nam để bạn gái tổ chức đóng gói thành nước vui tại thành phố Hồ Chí Minh rồi giao cho người của Jin. Theo thỏa thuận, Jin trả công cho Hoài 2 USD tương đương 47.000 đồng, mỗi gói ma túy được đóng thành phẩm theo công thức Jin hướng dẫn. Từ tháng 2 năm 2023 đến khi bị bắt, Hoài đã thuê người, thuê kho để thực hiện việc đóng gói nước vui và thuê một căn nhà tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh làm nơi đóng gói, cất giữ ma túy. Jin hướng dẫn Hoài công thức để đóng gói nước vui thành phẩm chứa ít nhất 0,8 gram ma túy. Tùy vào loại nhãn hiệu gói hàng, Hoài sẽ cho nguyên liệu khác vào như thêm đường, cà phê hòa tan, hương liệu. Đáng chú ý, có nhiều loại hàng thành phẩm, nữ bị can 32 tuổi pha tỷ lệ cà phê gấp 3 lần so với lượng ma túy. Để thực hiện được công việc, Hoài thuê các bị can Đào Hoàng Nam, 36 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Mạc Đức Vinh, 35 tuổi, ngụ Hải Dương, Nguyễn Hưng Long, 36 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, pha trộn, đóng gói ma túy. Thuê Thạch Hoàng Minh, 43 tuổi, ngụ Trà Vinh, Võ Thị Quỳnh Trang, 27 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng đến trông coi những người làm, quản lý công việc. Sau khi pha chế, đóng gói thành phẩm nước vui, nhóm này liên hệ, trao đổi thông tin nhận hàng qua mạng xã hội và thuê nhân viên giao hàng vận chuyển ma túy. Theo thông tin trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an nhận định đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia do nhiều đối tượng tham gia, trong đó các đối tượng người Việt Nam sống tại Campuchia cầm đầu, thuê Hoài tổ chức hoạt động đóng gói ma túy bằng cách đưa chất ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và vận chuyển đi tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong nước. Nguyễn Thị Hoài đã mua bán trái phép chất ma túy với vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức thuê nhà, thuê người thực hiện đóng gói, tiêu thụ ma túy tại Việt Nam với khối lượng hơn 106,3 kg. Hành vi của Hoài đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4 điều 251 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Về số tiền thu lời bất chính, Hoài nhận tiền công căn cứ vào số gói ma túy nước vui thành phẩm đã giao đi tiêu thụ. Hoài đã được Jin trả công tổng cộng 80.500 gói nước vui thành phẩm, số tiền nhận được hơn 3,7 tỷ đồng. Hoài dùng tiền này để chi trả tiền thuê nhà, trả lương, mua nguyên vật liệu. Đồng thời, Hoài còn bị cáo buộc đã tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng hơn 58,53 gram và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3 lần đối với hai người trở lên. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hoài đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm, ăn năn hối cải, giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án. Trước đó, ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, bắt tạm giam Nguyễn Bé Vi, sinh năm 1996, tự DJ Bé Vi, Châu Mỹ Như, sinh năm 1996 cùng nhiều đồng phạm. Như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.